Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hugo, xin chào 500 anh em. Tôi Đốt Trà, chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến, chào 500 anh em. Tôi Săn Lớp, chào 500 anh em. Tôi Đăng Khoa, chào 500 anh em. Tôi Văn Hưởng, chào 500 anh em. Tôi Giám Đốc Lâm, chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, tâm sự ngoài là tí, hôm nay mình mới xuống tóc thì nên là tóc hơi lạ, hơi ngố tí, nên các bạn đừng đấy nhá, gọi là hơi ngố tí, nhìn xấu quá. Ok, mình sẽ nói vào chủ đề chính ngày hôm nay là anh mình một vài hôm trước làm món cá sấu nướng siêu cay này, rồi nhím nướng này, thực sự là bây giờ hết sạch tiền luôn. Nên là hôm nay mình ra đồng để đi kiếm ốc bươu vàng, rồi xem có gì ăn được, tức là ốc bươu vàng rồi châu chấu xem có gì ăn được để anh mình bắt rồi anh mình nướng ăn các bạn nhá. Bây giờ anh em sẽ đi ra mấy cánh đồng quanh quanh đây, đây. Rất nhiều đồng quanh đây. Đấy, rồi anh mình sẽ chia nhau ra tìm xem có cái món gì gọi là ăn được thì anh mình sẽ bắt và anh mình nấu ăn các bạn nhá. Nếu các bạn mà thấy clip này có anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh mình. Ok, giờ anh mình sẽ chia nhau để đi tìm đồ ăn thôi. Đi. Bây giờ anh mình sẽ chia nhau ra tìm các bạn ạ. Lâm thì đang cầm cần câu để đi câu, và anh mình sẽ đi tìm ốc cóc nhái các thứ. Ở kia đây các bạn có nhìn thấy cái đàn vịt xa xa kia không? Nếu mà hôm nay mà anh mình không tìm được cái món gì ăn thì chắc là anh mình phải bắt trộm đàn vịt kia luôn. Ok. Nào anh mình đi thôi. Đi ra để xem có món gì ăn. Kia cũng có vịt cả các bạn cả. Kia có vịt cả, nhìn thấy vịt không? Đó, bây giờ anh mình sẽ chia nhau ra để tìm đi. Đi chia ra. Nhưng mà cái chỗ này có nước, tôi đi giày. À, đi giày á? Nếu mà bạn muốn đi gọi là trở về tuổi thơ thì bạn bỏ giày ra, vắn quần lên và chạy xuống thôi. Ở đây thực sự là hơi nhiều bùn nước các bạn ạ. Đó. Tôi bỏ giày ra. Bỏ giày ra đó. Bạn Lâm thì đi câu cá các bạn ạ. Bây giờ chia nhau ra, tiến đi ra mãi chỗ đàn vịt kia. Đi ra mãi chỗ đàn vịt xem nó có được đẻ quả trứng nào không để nhặt. Nếu mà đúng rồi đấy. Sợ mình sợ là vịt kia thường nó sẽ đẻ bậy các bạn ạ. Đẻ bậy thì sẽ có trứng rơi trứng vãi, anh mình bắt gọi là nhặt quả trứng đó thì mình cũng có thể nấu được. Chia nhau ra. Chia nhau ra. Đấy hay có trứng. Cái gì á? Ôi có cỏ á? Lâm ơi. Bỏ câu ra bắt cỏ. Có cỏ kìa. Ôi đốt chà. Mình thấy đôi trẻ bắt được một con cò các bạn ạ. Mình sẽ ra xem như nào. Đây thực sự ở đây là rất nhiều bùn luôn. Rất là nhiều bùn luôn. Ôi lắm cỏ quá. Ra bên sau đi. Sao đi, ôi lắm cỏ vãi trưởng luôn. Ôi. Bắt lại. Ôi túm được đàn cỏ. Ôi anh mình đi ra đồng bắt được đàn cỏ. Ôi bay nhảy tuyết lên các bạn ơi. Ôi lắm cỏ vãi. Ôi. mình sẽ tiến những người. Ôi thực sự lắm cỏ vãi. Hết chưa? Bắt được mấy con rồi? Ôi thế anh mình hôm nay không phải ăn trộm vịt để nướng rồi. Thế là có món cò rồi, chỉ cần có mấy con thôi. Là anh mình sẽ có món cò nướng các bạn ạ. Ôi. Đây, ôi cẩn thận là mổ đấy. Không gì được ạ. Thế để một lát nữa cứ bắt túm vào tay đi, xong một lát nữa và lấy cái để đựng bọn cò này, tìm đi xem còn nữa không. Ui. Vậy là mình thấy rằng Tiến cầm một con này, Hướng cầm một con này, Quý cầm một con này, Đốt Trà mấy con đây, Khoa một con, Lâm một con, tổng bao con rồi? Tổng mấy con à? Đúng. Lại có con nữa à? Sao đây lắm cỏ nhỉ? Hay hôm nay đây là ổ của nó? Cẩn thận nó mổ. Sợ nó à? Bò đi không nó bay. Ai da. Bọn này cỏ không biết ở đâu hôm nay ra nhiều lắm các bạn ạ. Anh mình đã bắt được gần chục con rồi. Bé. Ui. Tức là đi đến đâu cũng có cỏ luôn. Ôi. Ôi. Các bạn ơi, rất là nhiều cỏ luôn. Cỏ đang bơi kìa. Ui. Lắm cỏ vãi. Anh mình sẽ bắt hết mấy con cỏ này luôn. Bắt đây. Chặn đầu sang bên kia chặn đầu lại. Khoa cầm cái gì? À, thằng em bắt được quả trứng. Ở đây các bạn này. Đấy, vậy là như mình đã nói vừa nãy là vịt gọi là đẻ rơi đẻ vãi rất là nhiều ở đây luôn, nên là sẽ có trứng vịt bảo bọn nó đi tìm. Nếu mà hôm nay không có gì thì anh mình phải ăn trộm vịt, nhưng mà không phải ăn trộm vịt nữa rồi. Hôm nay quá nhiều cỏ luôn, nhiều cỏ lắm các bạn ạ. Bày đây dưới ao kìa. Anh mình vồ đây nữa luôn. Lắm cỏ vãi trưởng luôn. Vậy là anh mình hôm nay có món gọi là làm món cỏ nướng rồi. Rồi, thế là có món rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi về lấy cái lồng ra để đựng cò rồi anh mình vặt lông các thứ luôn các bạn ạ. Được khá nhiều cò rồi đấy, mỗi anh em một ít đây rồi.
Bên này có hai con hươu chưa? Vói đi, chỗ bên kia, ôi, kìa, góc kia kìa. Luôn, một con nó sắp bay kìa. Ôi, khoa chàng đây. Ôi, thực sự là lắm cò vãi con ạ. Đây, mình quay cho các bạn xem. Hai con đang ở dưới ao này. Đây, một con đây. Tiến đang vò con kia. Kìa. Bắt được chưa? Vò đi. Tiến đây, kìa. Đói, là không biết đâu anh, nhưng mình hôm nay gặp gọi là phải ổ cò hay sao các bạn ạ. Vô được rất là nhiều rồi. Anh mình vẫn đang tìm kiếm thêm. Ê, vô. Một con nữa lại beo ngao rồi các bạn ạ. Không hiểu hôm sau hôm nay nhiều cò vãi luôn. Bạn nhảy xuống ao luôn. Thôi bạn đi. Cô không biết tới. Túm đi, túm nó đi. Ôi, nó lại xuống ao rồi các bạn ạ. Tôi bắt tặng con vịt nhá. Hả? Ở kia tôi thấy được khá là nhiều cò rồi. Chứ là không cần phải bắt vịt nữa đâu. Thôi. Vịt nhà người ta thôi. Anh mình đi gọi là có cò rồi, anh mình bắt mấy con cò này anh mình lướng ăn tạm được rồi. Ok. Bây giờ anh mình tính cũng được khoảng độ hơn chục con rồi. Bây giờ anh mình sẽ mang vào để vặt lông các bạn ạ. Vậy là anh mình có món cò lướng rồi. Anh mình mỗi anh em cầm 2-3 con cò đây rồi. Đây mình nhìn thấy kiểu như là cò này bị bẫy thôi. Kiểu như cò bị đánh bẫy nhưng mà kiểu bị sống chuồng các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ cho cái lồng này. Cái lồng này mình vừa về nhà để lấy mang ra để đựng cò. Bây giờ anh mình sẽ đếm xem được bao con nào bạn ơi. Được 3 con. 3 con rồi. 3 con nào. 2 con. 5 rồi, 6. 2 con là 8. Bạn cầm mấy đấy, sao nhiều đấy? 9. 10. 11. Ui. 12. 13. 14. Anh mình vậy là bắt được 14 con cò này các bạn ạ. 14 con cò này tức là cò như anh mình cho xem kiểu như cò bị người ta đánh bẫy rồi xong kiểu bị sống chuồng hay thế nào ấy. Bay sóng đấy, anh mình bắt được 14 cò này. Bây giờ không biết là anh mình nên làm món gì khoan nhỉ? Siêu cây đi bạn. Siêu cây à, siêu cây giờ hơi mất thời gian. Anh mình lại lướng cái gì? Lướng siêu cây đúng không? Đúng. Ok, để bây giờ mình sẽ đi về để chuẩn bị gia vị, còn mấy anh em sẽ vặt lông cò. Rồi anh mình ướp siêu cây, mình lướng như bình thường các bạn nhá. Anh em đang thi nhau vặt lông cò các bạn ạ. Thực sự là vặt cái lông cò này nó nhỏ và rất là nhiều lông nên là chắc là vặt cũng khá là lâu đấy. Anh em đang gọi là mỗi anh em gọi là một con cò đang vặt lông các bạn ạ. Nó anh kia thì đang vừa vặt lông cò vừa câu cá vừa canh cá cắn. Bạn cố kiếm một cá thôi anh mình ăn trong chiều nay luôn nhá. Okay. Đó. Anh mình đang vặt lông cò các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cũng vào để vặt lông cùng anh em gọi là chia sẻ cái một chút lông bay quá. Gọi là chia sẻ một chút khó khăn cho với anh em là lúc mà anh em đang vặt lông cò này các bạn ạ. Sau một tiếng anh em mình vặt lông các bạn ạ, thực sự rất là khó vặt luôn, bởi vì khi mà vặt xong ấy, những cái lông con này rất là khó này. Anh em mình phải mang đi để thui lùi này. Đây là những cái con mà anh em mình đã thui lùi xong. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Những con nó thui lùi xong nhá. Thui lùi xong không còn tí lông tơ nào luôn, khác hẳn với những con mà anh em mình vặt xong có là rất nhiều lông này. Đó. Anh mình sẽ thu lùi hết này, rồi anh mình mang đi mổ, anh mình ướp siêu cay, rồi anh mình bắt đầu mang lướng để thưởng thức các bạn nha. Bây giờ đã 3 giờ chiều rồi, để cố gắng nhanh tí, chắc là mấy con này chắc là lướng cũng nhanh thôi, bởi vì mình thấy người nó rất là gầy luôn. Một cỏ khác, các bạn nhìn thấy cỏ gầy dưa xương, nó không sai đúng không, gầy. Toàn xương là xương không ấy, không biết là lướng lên liệu có ăn được không ấy. Ok, bây giờ anh mình sẽ thu lùi lốt chỗ này rồi anh mình ướp các bạn nha. Anh mình đã thu lùi và mổ xong rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ ướp cái nước siêu cay của anh mình rồi đổ vào. Nhưng mà tôi nhìn này sợ liệu có thiếu nước ướp không? Đủ vậy. Đủ á? Tức là mình trộn đều đều lên hay gì? Tôi sợ thiếu, tôi thấy đi mẹ. Bây giờ bạn trộn đều lên. Đó các bạn ạ, nước ướp siêu cay thần thánh của kênh của mình. Rồi nhìn. Thực sự là mình có ăn cò này rồi nhưng mà không biết các bạn được ăn chưa, nhưng cò lướng mình chưa ăn rồi. Còn các cái cò kia ăn thực sự nếu mà nấu món khác ăn khá là ngon luôn. Mà đặc biệt cò này thì bảo là ăn lẩu ngọt lắm ấy. Phải không ạ? Đúng rồi, cò này ăn lẩu rất là ngọt. Bởi vì tôi nghe bảo là ăn lẩu cái loại cò này cũng rất là ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ ướp xong anh mình đi kẹp vào thanh tre rồi anh mình bắt đầu lướng các bạn nhá. Bắt kẹp vào thanh tre đi, nấu cho vào. Bây giờ mình sẽ kẹp vào thanh tre rồi anh mình mới đi gióm than rồi anh mình bắt đầu cho sâu vào tí nữa được không? Trời ơi, chắc đây. Phần đầu này. Đây các bạn. Sát sát vào tí nữa. Thả ra, thả ra mà. Kẹp dần không? Kẹp dần.
Anh em mình đã kẹp xong rồi, bé anh em mình sẽ cho lên để nướng. À, cho lên đây. Quay về phía này. Đây là khoan nhận quay luôn à? Quay luôn. Quay đi. Các bạn nhìn cái buổi chiều ấy nên là hơi lắng lắng vào đây. Bây giờ tầm rồi anh mình làm xong mất đã gần buổi chiều, bây giờ đã là gần 4 giờ chiều rồi. Gần 4 giờ chiều anh mình mới bắt đầu cho lên nướng được. Nhưng mà cái này chắc tầm 5 giờ anh mình sẽ nướng xong. Không đến 5 giờ đâu. Mình đoán là không đến 5 giờ rồi anh mình sẽ mang ra để thưởng thức. Qua chịu khó ngồi quay nha. Quạt kia thì để thổi than thôi. Ok bạn ăn hết bao nhiêu đây? Chỗ này như lẽ như mình vồ được là 14 con đúng không? Thật không? Tôi thấy không phải bạn vồ 4 con đâu, bạn còn định vồ vịt người ta nữa kìa. Hôm nay mà không có cò ăn là mất luôn con vịt. Đây rất là nhiều cỏ đây rồi. Ý là thế này một anh mình mỗi người tầm 2-3 con là vừa đẹp. Than đã tàn rồi các bạn ạ. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để ăn thôi. Đúng cái gì bây giờ là đang là 5 giờ chiều luôn. Các bạn nhìn ánh nắng nó đang hắt về như mình nhảy lao. Bỏ ra đi bạn ơi. Nên thớt. Cho nên cái gì cơ. Đây mấy anh em dọn dẹp cái này đi. Dọn dẹp cái này để anh mình ngồi đây cho nó mát nào. Đây. Đây rồi. Đây là cỏ lướng quay cho mình đây rồi. Quay úp lại xem nào. Úi giời ơi các bạn. Thơm lắm. Thơm lưng luôn. Nào cường cắt ra đi. Cắt đứt hết ra đi. Thơm lưng luôn các bạn ạ. Nhìn không đã khá là ngon rồi. Bây giờ anh mình tháo ra để anh mình thưởng thức thôi. Xoay ngược lại là được. Đây, mình sẽ quay sát cho các bạn xem. Đây các bạn này. Bởi vì anh mình bôi một chút bơ vào lên là nó khi mà nó cháy ra là nó như này. Thực sự là nướng đáng ra phải khô thêm một tí, nhưng mà than bởi vì than nó tàn rồi nên anh mình sẽ dừng và anh mình thưởng thức luôn. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức các bạn ạ. Đây, anh em mình mỗi anh em dùng một lon bia, còn hai thằng trẻ trâu này dùng nước ngọt, với cả thằng cháu của Khoa hôm nay đi cùng anh em mình đi kiếm đồ ăn lang thang, bắt được cò nên là được ăn cái món cò lướng siêu cay luôn. Ok, nào bây anh em thưởng thức thôi. Bật bia ra anh em thưởng thức đi nào, nước ngọt bật ra đi. Nhìn hấp dẫn lắm các bạn ạ. Đây. Đó, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Và bây giờ bật ra đi rồi. Tiến bật cho anh coi. Ui, ra rồi. Ui giời. Nào. Yo. Mình mời tất cả các bạn nhá. Đấy, bây giờ anh em sẽ đến. À, mát quá. Nào, thưởng thức đi. Thưởng thức đi. Bắt đầu đi, đánh chén đi. Rồi, mỗi anh em gọi là mỗi anh em cầm một con để xé luôn các bạn ạ. Tiến có thể xé cho anh một cái đùi anh ăn thử để anh cảm nhận trước được không? Các bạn nhá. Cái gì ơi? Tim à? Ăn đi. Xé cho anh một cái đùi thôi để anh thưởng thức. Tôi ăn một cái đùi thử để tôi thưởng thức thử rồi. Xem ngon hay không. Mời anh em nhá. Mời tất cả các anh em. Ok, đây là Tiến đã lấy cho mình một cái đùi, bây giờ mình sẽ ăn thử. Thực sự là cò như lúc nãy mình bảo ấy thì cò này cò rất là gầy luôn. Mình mời tất cả các bạn nhá. Wow, ăn đùi nhá. Cò. Bây giờ mới ăn à? Mình sẽ thử xem nào. Thực sự là thịt cò rất là dai luôn các bạn ạ. Mà cò này mắc gầy luôn. Ăn biết cảm giác ăn cò lướng nó như thế nào. Ngon. Thực sự ạ? Mời các bạn nè. Tiến từ đây toàn tìm đùi à?
Thấy nhỉ? Đúng không? Chín hết rồi đúng không? Quả nướng thò chín rồi. Ừ. Đây là... đây bạn quay quay đoạn này. À đây. Còn mời các bạn nhá. Gọn cả xương ạ. À. Chắc tôi nghĩ xương không ăn được đâu. Nạc mà ngon. Ừ. Ừ. Ngon. Ừ, đúng rồi. Thực sự là con cò này này. Con cò này. Cái thịt nó ở hai bên ức này các bạn ạ. Thì mới có thịt nhiều, chứ cái đùi này chính là cũng ít thịt, rất là ít thịt luôn. Bạn thử xé một ít thịt ức ra, chỗ ức ra. Rồi. Lạc lắm. Rồi mới là tôi thấy nhiều thịt. Đây tôi mới cắn vào đây mà. Thấy thấy nó dai không? Có thấy dai không? Ừ. Hả? Ngon. Dai. À, như đầu clip các bạn đã thấy thì anh mình gọi là hết tiền thì phải đi ra đồng để tìm kiếm ốc bươu vàng, châu chấu, câu cá thứ, nhưng mà anh mình lại có thể bắt được một đàn cò thì chắc là ai đánh bẫy thì các bạn, nếu mà các bạn theo dõi thì các bạn đã thấy rồi, dựa như là dính đầy cỏ ấy, anh mình ra vồ được hơn chục con. Đấy thì anh mình có món ăn luôn. Thơm lắm các bạn ạ. Quá rất ngon. Là thơm luôn. Dai thơm ngon. Đun trà. Đeo đeo đẩy đẩy cái kính vào, không bề lây đâu mắt sang anh em bây giờ. Là anh em mai là không đi quay được clip cho các bạn xem. Thằng em phát biểu xem món này ngon không? Món này ngon, ăn được. Ăn được thôi à? Hả? À, chỉ ăn được thôi à? Nó quá ngon luôn. Tí anh gọi là hỏi mấy cái bọn trẻ trâu này này để xem bọn nó bảo ngon như nào. Bọn này riêng bọn này lúc nào phát biểu mắc ngon ơi. Thực sự là mình nói với tôi chứ anh mình thưởng thức xong thì anh mình sẽ hỏi cảm giác của bọn nó xem ngon thật hay không. Mình sẽ thử gọi là một cái miếng ức các bạn ạ. Miếng ức của nó để xem ăn ngon hay không. Đây là đấy, tiến xé cho, có thể xé cho anh một miếng ức được không? Đấy, xé này để anh xem thử. Anh sờ thấy nó rất là cứng luôn. Đây bạn ơi, bạn cắn luôn rồi. Thôi không cắn đâu. Là tôi bảo em Tiến nó xé cho. Rồi tôi thưởng thức cái ức. Ui, dài đi à. Hả? Nó có cái da. Tiến mãi không xé được luôn các bạn ạ. Rồi, đang xé này. Vẫn chưa hoàn thành luôn. Lâu quá Tiến ơi. Lâu quá, mày đợi anh, để anh chờ đây. Anh thì vẫn đang quay để nhờ em xé cho cái ức từ lúc sáng bây giờ đến chập tối rồi mà. Úi giời. Các bạn, đây là Tiến sau khi xé được cái ức cho mình này, nó chỉ bé còn một thế này thôi. Tiến không biết xé hay em? Lát. Hả? Lát ạ. Sao lát? Này. Rồi. Đây, tôi cho bạn. Ok bạn này. Đây các bạn ạ. Cái thịt ức cò đây nhá. Thịt ức cò. Đó, nhìn rất là lạc luôn. Đây, mình quay cho bạn xem. Rất là lạc luôn. Đấy, ức phải xé như này. Hiểu chưa? À, đây là bạn anh xé cho anh. Ok, mình mời các bạn nhá. Ngon ngon. Phải nói là quá cay luôn. Cay quá. Cay thật đấy. Cay thơm. Thôi tôi uống nhá. Ok. Mời các bạn nhá. Cay quá. Wow. Cay cay tê tê. Làm ăn món này cũng khá là ngon, bởi vì con cò này nó tanh nhỉ. Tanh nhưng mà anh mình nướng kiểu này nó khô thịt nó dai, anh mình ăn hiện tại đến bây giờ nhá. Ăn xong đến bây giờ thì là không còn một chút vị tanh nào nữa. Không biết là khi mà ăn xong có tanh hay không, nhưng bây giờ hiện tại anh mình đang ăn nhá, không có một chút vị tanh nào luôn. Nếu các bạn nào đã từng ăn cò các bạn sẽ biết là cò nó tanh, nhưng mà anh mình ăn hiện tại là không tanh, bởi vì ướp những thứ rồi cảm giác vị tanh nó biến mất luôn rồi. Ăn cực kỳ ngon luôn. Bạn thấy thế nào? Tôi thấy rất là ngon, cay cay ngon. Tiến xé cho anh đùi nữa Tiến ơi. Đây là món ăn của tuổi thơ. Hôm nay tôi lại tìm được lại quay trở lại tuổi thơ một lần nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời các bạn nhé. Đây mình sẽ ăn thử cái đầu cò các bạn ạ. Đây, thực sự cái đầu cò này cũng không có gì luôn. Chỉ có xương không thôi. À, ăn cái cỏ luôn các bạn ạ. Chỉ có tí xương với tí thịt bám vào nhau luôn. Rồi. Nhưng mà không có một cái gì luôn. Cò bên trong kiểu cảm giác không có gì ngoài có một tí thịt ở đùi và có một nhiều thịt một chút ở ức. Như là cả người nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ.
đến hiện tại bây giờ mình nhìn thấy là chỉ có chỗ nhiều thịt rồi, còn không chỉ có xương với cả da không rồi. Đấy, cỏ đó là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi cảm giác của mấy thằng trẻ trâu này xem là ăn cái món này thế nào các bạn ạ. Tiến nào. Đây, các bạn. Anh để đánh tan gọi là tơi bài sắp hết mười mấy con cỏ này rồi. Nào Tiến nào đấy, nói cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn cái món cỏ nướng siêu cay này mà. Từ bé đến giờ em mới được ăn cỏ ấy. Cỏ hôm nay ướp và cay cay tê hết mồm. Cỏ ăn thì rất là ngon luôn. Ngon như thịt nìm luôn. Ngon như nìm. Không ngon bằng. Không ngon bằng nìm ạ. Nào luôn chè đâu. Mình thì đây là lần đầu tiên mình ăn cỏ nướng siêu cay này. Thực sự rất là cay luôn các bạn ạ. Cỏ nướng siêu cay. Ăn thì hôm nay nhiều ớt, ướp nhiều ớt quá hay sao ấy, ăn cay quá. Cay lưỡi rồi. Nó rơi vào tầm độ 15-20 quả ớt thôi, đâu mà nhiều. Trong mấy anh em có anh em nào muốn phát biểu cảm nghĩ khi mà ăn cái món này không nào? Xung phong đi. Đây. À. Đây các bạn ạ. Người ta gọi là thơm ngon trên đầu ngón tay luôn nhá. Quá ngon luôn, thịt rất là thơm, dài và ngon. Không chê với đâu được. Không có vị tanh không? Không còn thấy tanh luôn, chỉ thấy mùi thơm thôi. Các bạn nên học theo cách chế biến này. Khoa thấy vị gì không? Ngon bạn, ngon hơn thịt nhím. Nó ngon hơn thịt nhím? Ừ. Chứ mỗi một ngày tôi ăn một vị khác là tôi thấy ngon hơn cái sau ạ. Hôm qua mà ăn cái món kia rồi đúng không? Thì là hôm qua ngon thôi. Còn ví dụ đến hôm nay, ngày hôm nay là không còn ngon cái món đó nữa. Và cái món mình đang ăn là mình ngon đúng không? Đúng rồi. Ok, tôi hiểu và tất cả các bạn đều hiểu. Đó, Lâm có muốn nói gì không bạn? Chung là hôm nay may bắt được cò, không thì rất là nhịn đói. Không, tôi, ở đây thì chắc là rất là nhiều ốc vàng, nhưng mà mình chưa đến gọi là chưa đến cái lúc mà tìm ốc vàng thôi, bởi vì nếu mà bí quá thì ở đây mình nghĩ là rất là nhiều ốc vàng, cá thì ngắm vịt thôi. Cá thì chưa chắc là câu được, vịt thì đấy là dự tính của bạn Khoa thôi. Còn anh em tôi thì hôm nay lên đây thì chủ yếu là cái mục đích mà khi mà quay để kiếm một cái món gì hoang dã để ăn thôi. Nhưng may quá lại có bắt được vồ được vài con cò sống của một ai đó đi bẫy. Người ta chắc là đánh rơi hoặc là sống chuồng các bạn ạ. Một đàn luôn đấy. Anh mình vồ nhảy còn thoát mất mấy con nữa. Chui vào mấy cái bụi anh mình không thể bắt được. Ok, bây giờ anh mình sẽ không nói nhiều nữa và sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.